các bạn, Võ Tắc Thiên được biết đến là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa. Bà nổi tiếng là nữ hoàng đế chuyên quyền độc đoán, không chỉ có tài năng lãnh đạo vượt xa nam nhân thời bấy giờ mà còn sở hữu nhan sắc cực kỳ phi phàm. Những bí quyết sống khỏe, sống thọ, cách níu giữ nhan sắc, níu kéo tuổi thanh xuân của Võ Tắc Thiên vẫn có nhiều điều đáng để hậu thế học hỏi. Và trong chương trình ngày hôm nay, Thúy Hằng sẽ cùng đồng hành với các bạn để tìm hiểu về những phương pháp bí truyền này. Võ Tắc Thiên là vị vua sống thọ bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa. Bà qua đời ở tuổi 81, ở thế kỷ thứ 7, thứ 8. Tuổi thọ của nữ hoàng đế là chuyện xưa nay hiếm. Sử sách Trung Quốc ghi chép lại nhiều giai thoại về việc chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp của vị nữ hoàng đế này. Theo đó, nguyên tắc sống của Võ Tắc Thiên vô cùng đơn giản, cốt lõi trong cách sống của bà chính là thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên được hiểu là những việc phù hợp với nhu cầu sinh lý của cơ thể con người, tâm lý và dục vọng. Không ép buộc hoặc chống lại nhu cầu tự nhiên hay đáp ứng thái quá phù hợp với bản chất con người. Quan điểm của bà là thích ăn thì ăn nhưng không ăn quá nhiều, không ăn bừa bãi. Thói quen sinh hoạt hàng ngày của bà cũng đều thuận theo tự nhiên. Vị nữ hoàng đế này luôn thuận theo tâm sinh lý, không ép buộc hay chống lại nhu cầu của bản thân. Nói như vậy không có nghĩa là vị nữ hoàng đế này không có nguyên tắc ăn uống sinh hoạt cụ thể. Về chuyện ăn uống, Võ Tắc Thiên thà không ăn chứ sẽ không phạm phải một trong số 9 nguyên tắc sau. Thối sữa không ăn, hỏng nát không ăn, màu sắc không đẹp không ăn, đồ sống không ăn, đồ nguội lạnh đóng đá cũng không ăn, chưa tới giờ ăn thì không ăn, mặn quá không ăn, ngọt quá không ăn, không đủ gia vị không ăn. Trong sinh hoạt, bà không ngủ trong 5 điều kiện sau: lộ đầu không ngủ, lộ ra ngoài trời không ngủ, chân bị lạnh không ngủ, đèn đang sáng không ngủ, đầu giường hướng bắc không ngủ. Nhiều ghi chép cho thấy Võ Tắc Thiên là người coi trọng trong việc chăm sóc sức khỏe và giữ gìn nhan sắc. Do đó, vị nữ hoàng đế thích ăn các loại rau củ quả. Ngoài ra, bà hay ăn da gà, da lợn, móng lợn, cá tươi, những loại thực phẩm chứa nhiều collagen có tác dụng đối với việc dưỡng nhan của phụ nữ. Bên cạnh đó, Võ Tắc Thiên còn đều đặn sử dụng cây ích mẫu. Ích mẫu có nghĩa là tốt cho người mẹ. Theo đông y, cây ích mẫu có tác dụng hoạt huyết, điều hòa kinh nguyệt, thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu xương viêm, phù nề. Một số tài liệu ghi chép rằng vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm, Võ Tắc Thiên thường truyền cung nữ đi nhổ tận gốc cây cỏ ích mẫu, làm sạch rễ cây rồi phơi khô và tán bột. Sau đó, bà chế cao ích mẫu bằng cách trộn hỗn hợp bột ích mẫu và bột mì và nước, nhào trộn, vo viên rồi nướng trên lửa to, tiếp tục hong trên lửa nhỏ đến khi hỗn hợp trở thành cao. Mỗi ngày, Võ Đế dùng cao thuốc này để rửa mặt và rửa tay nhằm giúp cho da rẻ mịn màng, hồng hào và mềm mại căng tràn. Tương truyền Võ Mị Nương có làn da trắng ngần trong trẻo và thơm mềm ít ai sánh bằng. Đó là nhờ thói quen ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy cánh hoa hồng của bà. Tinh dầu hoa hồng tiết ra từ cánh hoa giúp nuôi dưỡng làn da mịn màng, trắng sáng và thơm nồng nàn một mùi thơm tự nhiên. Không chỉ chú trọng về việc ăn uống tốt cho sức khỏe, Võ Tắc Thiên không bỏ qua những hoạt động rèn luyện cơ thể. Theo lịch sử, Võ Tắc Thiên từng đi tu 5 năm, hàng ngày bà đều tụng kinh, tập dưỡng sinh, luyện công pháp khí công. Các nhà nghiên cứu ngày nay cho rằng, thiền là một bài tập giúp giảm nhiều các bệnh liên quan đến đau thần kinh tọa, giúp tuần hoàn máu, giải phóng căng thẳng cho não. Từ đó thúc đẩy tuần hoàn máu lên não và tất cả các cơ quan khác trong cơ thể. Không những thế, ngồi thiền còn giúp cho tĩnh tâm, tái tạo năng lượng dễ ngủ hơn. Công pháp mà Võ Tắc Thiên luyện không chỉ có tác dụng tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật mà còn tăng cường tuổi thọ, giúp tâm hồn được thanh tịnh, thư thái. Một loạt hoạt động rèn luyện cơ thể hàng ngày của Võ Tắc Thiên được sử sách ghi chép lại, đó là luyện thư pháp. Không chỉ đơn giản là việc cầm bút viết chữ, đây được xem là một hoạt động thuận theo tự nhiên giúp cho các khớp ngón tay được vận động nhẹ nhàng theo nét bút.
qua đó điều hòa khí huyết và hơi thở, điều chỉnh cơ ngón tay cũng như các dây thần kinh trong cơ thể. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn cho rằng trong quá trình viết thư pháp, các cơ cũng chuyển động, đảm bảo hoạt động lưu thông máu trong cơ thể, giúp ngăn ngừa đột quỵ. Không chỉ sinh hoạt, luyện tập điều độ, vị nữ hoàng đế Trung Hoa này còn có thói quen đi dạo trong hoa viên, thưởng hoa, ngắm nguyệt, lắng nghe tiếng chim hót mỗi ngày. Đây chính là bí kíp dưỡng sinh giúp tinh thần luôn được nhẹ nhàng, thư giãn và giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Trong hơn 80 năm cuộc đời, Võ Tắc Thiên trải qua không biết bao nhiêu vòng tay của nam nhân. Nhiều giai thoại cho rằng, đến lúc gần đất xa trời, bà vẫn không thể sống thiếu đàn ông. Sử sách có ghi chép lại, khi đã đi qua những năm tháng của tuổi trẻ, đến lúc tuổi xế chiều, nhận thấy cơ thể kém đi sinh lực, bà đã cho mời người y vào triều để tìm ra phương thức giúp hồi xuân. Ngự y đã tìm và chế một loại thuốc có tên gọi là thốc kê hoàn, dâng lên võ đế. Từ đó, ngày nào võ hậu cũng dùng thuốc hồi xuân và hiệu quả thật bất ngờ. Bài thuốc gồm vị, nhục thung dung, viễn trí, tục đoạn, mỗi thứ 10g, ngũ vị tử 30g, xà tràng tử 25g, chỉ thực 25g, tất cả tán mịn, dùng dạng bột hoặc sắc lấy nước uống. Cuối cùng, nữ đế này ngày nào cũng sử dụng và thấy hiệu quả vô cùng. Trong bài thuốc này, nhục thung dung là thành phần vô cùng quan trọng, nó được mệnh danh là nhân sâm sa mạc. Theo từ điển, các vị thuốc dưỡng sinh hiện đại thì nhục thung dung có tác dụng kiềm chế quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ, tăng thể lực, tăng cường khả năng miễn dịch, có tác dụng hạ huyết áp ở mức độ nhất định và có tác dụng như một loại hormone sinh dục. Quý vị thân mến, những bí quyết dưỡng nhan của Võ Tắc Thiên không chỉ chú trọng về phương pháp vật lý mà còn đặc biệt ở chỗ bà rất quan tâm tới đời sống tinh thần của chính mình. Đó là lý do dù đã ở tuổi 80, Võ Tắc Thiên vẫn sở hữu vẻ đẹp rạng ngời đến khó tin. Và hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị bỏ thêm vào túi của mình những bài thuốc đông y hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.